em nhé, hôm nay mình lại lên một video nữa, đó là giới thiệu thêm cho anh em một số cái sản phẩm. Thì trong video này sẽ có một cái ngắm xem sẽ có cái sản phẩm nào là hay mà anh em nào mà cảm thấy phù hợp với mình thì hãy nên đầu tư. Đó, đây là một cái video sẽ giới thiệu cho anh em về sản phẩm của Top, rồi của Annex, rồi của Picot, rồi của Asahi. Đó, thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em đó là dòng sản phẩm của Annex. Đây là một chiếc đầu chuyển chữ L để vận ốc góc hẹp. Mã sản phẩm là AKL560. Lực siết tối đa lên được 60 Nm. Đó anh em nhé, 60 Nm sẽ sử dụng cho được ốc 6.35. Đó, chuôi 6.35 nặng 155g, sẽ gồm có một đầu mũi vít cộng 2 này, và một đầu mũi vít và hai đầu cộng 2 × 45. Đó, đi kèm. Đó anh em, lực siết tối đa là 60 N này. Đó, cái này thì phục vụ cho anh em nhiều bên ngành mộc. Đó, lắp đặt cửa gỗ rồi nhôm kính ấy. Anh em làm nội thất thì nên xài. Đó, sẽ bắt được vít này. Đó, nó phù hợp hơn. Giá là 803.000 anh em nhé. Giá là 803.000. Sản phẩm này mình cũng review rất là nhiều, thì hôm nay lôi ra giới thiệu lại cho anh em. Nhiều lúc anh em lại quên bảo là hàng là không có, hay là không có sẵn hay như thế nào. Hàng vẫn có trong kho. Đó, giá là giá thời điểm hiện tại. Còn qua năm là giá sẽ khác anh em nhé. Anh em nào nếu mà có đang cần mua thì nên đầu tư. Rồi, cái hai nữa là đầu nối dài đầu chuyển. Nó gồm có hai đầu, một đầu gắn sẵn cho mình là một đầu vít ba ke, hai đầu cộng 2. Đó, và một đầu chờ. Đầu này thì anh em có thể kết hợp với súng này, súng vặn vít này. Đó, súng vặn vít, ví dụ như có Boss, có Makita hay có Dewood. Đó, hay là các đầu nào mà đầu dùng đầu chuyển 6.35 là anh em xài được. Đầu của Mỹ, mi câu que gì đó. Tổng chiều dài là 150 anh em nhé. Đó, mã là ALHB 150. Đầu kết nối là đầu 6.35 1/4, sẽ kết nối được đầu mũi khoan này, đầu bắn ốc này, đó, khoan lỗ này, và vặn vít. Đầu này thì không có uốn cong được, mà là đây chỉ là đầu thanh nối dài thôi anh em ạ. Tổng chiều dài là 150 này, đường kính phi kết nối là 17 này, còn thân là 14. Đó, khi mình kết nối mình rút lên này, ấn xuống. Đó, rất là tiện dụng cho anh em nào mà cần kết nối cái chiều dài, thêm chiều dài. Mã sản phẩm ALHB-150, giá bán là 543.000, hàng đang có sẵn tại showroom. Anh em có thể đặt hàng online hoặc là đến văn phòng địa chỉ mình. Địa chỉ ở bên dưới trang web, địa chỉ Hà Nội là ở Thạch Bàn Long Biên, và ở Sài Gòn là quận 12. Đó, gần những anh Thủ của anh em nhé. Rồi, tiếp theo đó là hàng Annex, đó là thanh nối dài có thể uốn cong được. Dòng này thì rất là khỏe. Đó, chịu lực rất là khỏe vì lò xo nó rất là cứng cáp. Nè, AFS-300, tổng chiều dài là 300. Đó, dùng này thì dùng cho máy khoan rồi máy vặn vít rất là ok. Tổng chiều dài L là 300. Đó, vặn vít rồi khoan kiếc các kiểu, uốn được trong góc hẹp anh em này. Đó, anh em nào làm nội thất rồi làm bắn trần thạch cao này. Đó, anh em thấy không? Đó, chạy la phong. Lực siết là 20 N, 16 N. Đó,
Tổng chiều dài là 300 anh em nhé. Hàng của Annex, đây là đầu chuyển kết nối, đầu kết nối với máy khoan là 6.35 này. Và đầu thêm một đầu vặn vít hai đầu. Đó. Hình như là hai đầu ạ. Đúng rồi, hai đầu cộng 2 nhân 45. Hàng rất là xịn sò, giá là 764.000 anh em nhé. 764.000 là anh em đã có một sở hữu một tay vặn ốc, một đầu nối ốc lắt léo, đó có thể vặn được nhiều hướng, góc hẹp. AFS gạch 300 giá là 764.000. Rồi anh em nào quan tâm thì comment đặt hàng hoặc là ép Zalo của mình. Rồi đến với hàng tiếp theo, đó là cây vi cớt. Vi cớt thì hiện tại trên cái chỗ trưng bày của mình thì nó đang có sẵn cái cây này, thì mình giới thiệu luôn cho anh em. Thì nó có, hiện tại thì nó đang có sẵn cái TB1200. Đó, vi cớt TB1200 là 12 inch. 12 inch là tương đương với 10 inch là 250, 12 inch là 300, tổng chiều dài là 300 anh em nhé. Tay cầm bọc nhựa này, đó. Japan này. Pol Gripper này là dùng cái gọi là kìm cắt cộng lực á. Đó, kìm cắt cộng lực của hãng Picus. Made in Japan, công ty là công ty Taizo. Đó, được sản xuất năm 2021. Này, anh em này mình mới nhập xong. Đó. Mã sản phẩm là TP200. Đó, thương hiệu là con chim gõ kiến là Picus này. Ngoài ra thì anh em nào mà đã xài hàng của bên mình rồi mà cần lưỡi thì anh em có thể đặt nhé. Thì hiện tại thì cũng đang cố gắng để nhập một số phụ kiện về để phục vụ anh em trong quá trình anh em làm nó bị hư, bị mòn, cắt nó bị mòn, bị... đó thì nó sẽ bị cần phải thay thế. Thì công ty mình sẽ cố gắng nhập các phụ kiện về. Tổng chiều dài là 300 này. Đó. 12 inch Picus. Giá của sản phẩm này sẽ là 526.000. 12 inch này, cắt theo tiêu chuẩn ZIT. Cắt sắt này, sắt mà theo tiêu chuẩn ZIT là 4 ly. Mà cắt theo tiêu chuẩn HRP80 á, thì lực siết là 50kg thì cắt được 5 ly này. Thép mà theo tiêu chuẩn HRC20 á, thì cắt được 5 ly nhé anh em nhé. Thì cái này là anh em nào trong ngành thì hiểu về sắt thép thì ứng dụng thì nên xài thì anh em biết thôi, chứ còn mình thì chỉ nhập hàng về nhiều lúc cũng không có để ý về các cái mẫu mã này đâu, chủ yếu là nhập về theo yêu cầu của anh em đó. Đây là hàng sản xuất 100% tại Nhật Bản nhé, Made in Japan là thương hiệu Picus, công ty Taizo sản xuất. Đó. Giá là 526.000, cực kỳ rẻ luôn. 12 cắt được phi 4, phi 5. Đó, cho từng dòng thép. Thép Nhật thì là 4 ly mà thép theo tiêu chuẩn HRC80. HRC thì đó, 80 đấy thì được 5 ly anh em nhé. Rồi tiếp theo đó là một cái hàng Asahi AQS0710, gồm có 7 size từ 1.5 cho đến 6, 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 đó. Đầu lục giác bi, giá sản phẩm là 549.000, giá hàng cực kỳ rẻ. Đó. Dòng này thì đầu bi có thể vặn được một góc lệch là 25 độ. Sản phẩm Made in Japan, thương hiệu Asahi. Hàng đang có sẵn tại showroom, anh em có thể tới coi hàng. Đó. Ví dụ như trong cái trường hợp mà nó góc lệch là 25 độ này, trong cái không gian này này, thì anh em có thể chéo cái cây lục giác để vặn một góc 25 độ thì anh em có thể vặn được. Đó. Mã sản phẩm AQS0710, giá là 549.000 anh em nhé.
từ 1.5 cho đến 6. Anh em nào cần thì đặt hàng. Rồi, tiếp theo đây là một bộ cờ lê vòng miệng dòng đề Revo. Đó, gồm có các size từ 8 cho đến 24. Dòng đây là dòng chống mỏi nhá anh em nhá. Hãng ACI cờ lê 8 này. Jizikuya Made in Japan này. Đó. Từ 8 này, gồm có 8, 10, 12. 8 89 à. Gồm có 8, 9, 10, 12 này. 8, 9 này. Anh em thấy không? 8, 9 này. Đó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24. Thì đây là dòng chống mỏi cho anh em trong quá trình phục vụ và vặn các con ốc ở một cái thời gian, một công việc là liên tục. Thì ở đây một thiết kế mới, đó là một thiết kế vát bẹt để điểm tiếp xúc của mình đầu ngón tay này. Nó tiếp xúc gần như là hết cái lòng bàn tay của cái ngón. Thì anh em vặn liên tục thì nó không bị cấn ở cái đầu này. Không bị cấn vào cái tâm của cái ngón tay. Không bị mỏi và không bị đau trong quá trình mình làm việc liên tục. Đó, đây là dòng thiết kế mới được chứng nhận theo tiêu chuẩn là Good Design này. Đó, được chứng nhận theo cái chứng thiết kế tốt. Đó, anh em nhé. Asahi. Thì dòng sản phẩm này là do mình để trưng bày. Đó, thì giá hiện tại công ty đang niêm yết là 2.061.000. Các size từ 8 cho đến 24 thì do mình trưng bày không để ý trong quá trình mình treo. Thì ở đây nó rớt mất một cái khuy. Anh em ạ, đây nó rớt mất một cái khuy. Đó. Nếu mà anh em nào mà không ngần ngại, mà không cần sự hoàn thiện, cầu kỳ, thì anh em sắm bộ này thì mình giảm cho anh em là 5%. Đó, 2.061.000. Được giảm 5% thì anh em đặt hàng bộ này trong video này nhé. Đôi khi có một bộ thì anh em nếu mà cảm xem được video cái thì anh em cố gắng đặt hàng luôn thì được khuyến mãi 5%. Đó, đây là giá 2.061.000. Mã sản phẩm là 1011M-CL Revo 11 chi tiết. Anh em cứ nhắn tin Revo 11 chi tiết hoặc anh em đặt luôn trong video này. Đó. Comment xuống trong video này luôn. Được giảm 5% nhá. Tại vì cái này là do mình treo này, không để ý mà nó rớt cái khuy. Đó. Nó bị rách anh em ạ. Nó bị rách mà không để ý. Đó. Cho nên là nó mất cái độ thẩm mỹ. Thì mình muốn khuyến mãi cho anh em trong cái video này, anh em nào xem mà cảm thấy thích này. Giá này, niêm yết anh em cứ lên trang web 2.061.000. Đó, giá là công ty đang niêm yết trên website. Thì bây giờ anh em mua thì được giảm. Trong video này nhá, có một bộ duy nhất thôi chứ không phải có nhiều bộ. Được giảm 5%. Đó. Thì chắc còn khoảng 1.9 triệu á. Đó, nó khoảng đó. 5%, 100.000. 100.000, đúng rồi, nó khoảng 1.9 triệu bao nhiêu đó. Thì anh em đã sắm ngay được một bộ dòng cao cấp của Nhật nhé. Và nói chung là trong quá trình mình làm không để ý đâu, nó treo lên nó rách rồi, lấy khổ, không làm không được. Rồi tiếp theo đó là cái kìm bấm cốt dòng thông dụng cho anh em thợ điện sửa chữa, anh em làm CP, làm tủ điện. Thì đây là dòng phổ thông bấm cốt từ 1.25 cho đến 5 anh em này, 1.25 này, 2.3.5, 5.5 này. Mã sản phẩm là TB-5M, giá là 1.132.000, Made in Japan, thương hiệu Chunoda. Đó. Để nói thêm là thứ nhất là đây là công ty là chuyên sản xuất kìm gia công cho các thương hiệu khác. Ví dụ như anh em thấy một số cái thương hiệu như là Marvel hay là Lobster hay là một số cái sản phẩm khác á, hay cái gì nhỉ, Sushi Juji gì đó của Nhật, công ty là của Nhật nhưng mà hàng đặt gia công của Đài Loan, Trung Quốc á.
Đó. Đây là một sản phẩm chuyên đi gia công cho các công ty khác thì nó sẽ bị giá nó rất là tốt hơn anh em ạ. Đó, ví dụ như anh em mua cỏ lobster thì cây này nó khoảng đâu đó gần 2 triệu. 1 triệu rưỡi cho đến 1 triệu 8. Đó, tại vì nó là hàng gia công, nó không có sản xuất. Hay là cỏ Macvel cũng vậy, tại vì là cái sản phẩm mà nó đi gia công thì bắt buộc chi phí nó phải cao hơn so với nhà sản xuất. Thì đây là một công ty sản xuất chuyên về kìm. Thì riêng đặc biệt về kìm bấm cốt này là nó sản xuất rất là nhiều, số lượng bán rất là chậm. Đó, thì giá là 1.132.000, anh em nào quan tâm thì inbox nhé. Chuyên về dòng kìm bấm cốt cho anh em thợ điện sử dụng trong công việc vừa và nhỏ. Đó. Lắp CB ổ tủ điện. Rồi, cây tiếp theo đó là dòng bấm cốt E hay là cốt chữ. Đó, thì cái dòng này thì chỉ có một số cái sản phẩm mà theo tiêu chuẩn của Nhật, anh em nào mà sản xuất tủ xuất đi Nhật hoặc là lắp đặt cho các cái công ty của Nhật thì anh em bắt hay xài mà bên Nhật nó yêu cầu theo cái tiêu chuẩn một theo cái cốt của Nhật. Đó, thì nó gồm các cốt chữ 1.6 x 2, nó gồm mấy cái chữ này này. Cái này anh em trong nghề thì mới hiểu thôi chứ còn mình không chuyên ngành lắm nên là cũng hơi khó để giải thích cho anh em, nhiều lúc giải thích là không chuẩn anh em cười chết. Mã sản phẩm là TB-R. Đó. Đây, cốt chữ 20, 30 này, 30, 34 này. Đây, gồm có 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái này thì khó hiểu lắm. Thực sự anh em nào trong nghề thì biết thôi chứ khó hiểu lắm. Không giải thích được. Độ cứng là 42, 48 này, 43 đến 47 này. Đó. Tổng trọng lượng là 430g. Chunoda. Giá sản phẩm là 1.258.000, 1.258.000. Anh em nào muốn hàng Nhật, hàng xịn mà giá rẻ thì đây là một chiếc sản phẩm phục vụ cho anh em rất là nhiều. Đó, xong rồi nhá. Mình bấm cốt rồi. Thì đây là mình xin giới thiệu thêm cho anh em, đây là một cái sản phẩm mới của Top. Đó. Một sản phẩm mới của Top anh em nhé. Thì dòng này sẽ phục vụ cho anh em rất là nhiều. Anh em nào bên lắp về điện bên nước, anh em nào mà bên ngành lắp về bên nước, mấy cái đồng hồ công tơ mét nước, đồng hồ nước sạch lắp về hệ thống dẫn nước sạch thì anh em xài sử dụng rất là nhiều, mà trong đó anh em đi tìm mà không có. Thì hôm nay bên công ty mình có nhập một ít đó, một số cái thứ hai cái mẫu của thông dụng nhất của Top. Đó là mã sản phẩm đây. MT1320. Đó. Ở đây thì anh em nào mà lắp bên đồng hồ nước á, anh em sẽ để ý được một số cái vị trí. Ở đây nó có hai vị trí, con ốc này nó có hai vị trí, cờ lê này có hai vị trí này. Vị trí 13 về vị trí 20. Thì một số cái đồng hồ công tơ mét nước á, thì nó sẽ có một con số con ốc, một số con ốc là con ốc 31 và con ốc 38. Đó. Một con ốc 31 và con ốc 38. Đây là dòng thông dụng trong cái đồng hồ công tơ mét khi anh em lắp. Thì ở đây là nó sẽ vặn được cho anh em này, đó, thấy chưa? Thao tác rất là nhanh, nó dạng như cờ lê nhanh. Nhưng mà nó chỉ vặn được hai con ốc thôi. Con ốc ở vị trí 13 là size 31 và con ốc ở vị trí 20 là size 38 anh em nhé. Thì đây có một thao tác nhanh này, đó. Mở nhanh này. Đó, ấy hết. Đó, khi anh em muốn để ở vị trí. Đây là vị trí 13, mở được con size ốc 31 anh em nhé. Đây là vị trí 13, mở được size. Mở được size 31 này. Đó. Con ốc 31. Thì đây là anh em có thể đáo vặn ra này. Thì anh em sẽ vặn được trong một cái không gian hẹp. Đây này. Thường thường là trong một cái đồng hồ công tơ mét ấy, là nó có một cái nắp đậy. Đó. Thì một cái nắp đậy này thì anh em xài mấy cái mỏ lết răng bình thường là anh em không vặn được. Hoặc cái mỏ lết thường thì không vặn được. Hoặc là mấy cái
cờ lê nhôm, cũng có một số cái hàng hàng của Nhật ấy, cờ lê nhanh ấy, vặn, cờ lê nhanh của top ấy, thì vặn cũng không được, tại vì độ mở và độ chính xác nó sẽ không cao, nó không không thể tuyệt đối. Thì đây là một cái sản phẩm chuyên thiết kế để phục vụ cho anh em lắp đặt đường ống dẫn nước sạch, nhất là phục vụ cho công tơ mét, đồng hồ công tơ mét này, này thấy chưa? Đó, vị trí vặn nhanh, tháo ra nhanh, vặn rất là hay nhé. Đó, khi anh em nhả ra thì là nó sẽ không ăn này. Khi anh em nếu mà không phải vặn, anh em muốn tháo là nó không, cái con răng này, con răng siêu vào, khi anh em nhả thì là nó sẽ không có ăn vào cái đầu lục giác hay là ống nhé. Còn khi anh em vặn thì bắt đầu cái răng nó sẽ cấn vào cái điểm tiếp xúc này, đó thì sẽ vặn được, nó giống hệt cái cờ lê nhanh anh em ạ. Thì ở đây nó sẽ chỉ phục vụ cho anh em là vị trí 13 và vị trí 20, đó là vặn con ốc 31 và con ốc 38, và đây là cái đuôi để cho anh em có thể đào bới cát này, rồi hay là nạy cái nắp. Đó, nạy cái nắp của cái đồng hồ công tơ mét nhé. Đó, anh em phục vụ thì đây này, cái ống này. Thao tác là sẽ vặn cho anh em một cái góc hẹp. Cơ chế vặn rất là hay. Đó. Mã sản phẩm là MT1320. Cờ lê vặn đồng hồ công tơ mét, đồng hồ nước, đó gọi là cờ lê vặn đồng hồ nước, MT1320. Giá của sản phẩm này được bán là 961.000 anh em ạ. Anh em nào mà lắp đặt đường nước thì là quan tâm thì liên hệ nhé, 961.000. Đó, cờ lê vặn đồng hồ nước, gọi thế cho nó nhanh anh em ơi, không đúng thì nó khó lắm, gọi sai thì là ngã. Đó, anh em là muốn chuyển này, ấn xuống kéo rồi ok. Cờ lê vặn đồng hồ nước này có giá là 1.961.000. Đó, 961.000, mã là MT-1320, giá là 961.000 anh em nhé. Đó, rồi cây thứ hai cũng là cờ lê vặn đồng hồ nước như ở vị trí 20 và 25. Đó, vị trí 20 và 25. Vị trí 20 thì sẽ là vặn được 38, con ốc 38, đường kính 38. Và vị trí 25 sẽ vặn được con ốc là 47. Nó lớn hơn nhiều với con vừa rồi. Đó, đây cũng là thao tác nhanh. Nó có hai vị trí này anh em này. Vị trí 25 và vị trí 20. Giá của sản phẩm này là 1.204.000. 1.204.000. Cũng có một cái nạy nắp này, rồi cào bới này. Đó, đây là dùng để treo, anh em có thể móc ở bên hông. Đây này, meter wheel này. Đồng hồ công tơ mét đấy. Đồng hồ nước, vặn đồng hồ nước. Đó. Mã sản phẩm MT-2025. Có giá là 1.204.000 anh em nhé. Rồi. Tiếp theo nữa, đây là một chiếc mỏ lết rất là hay. Đó, mỏ lết rất là hay. Đây một thiết kế rất là độc lạ của bên top. À, các cái sản phẩm khác như của thương hiệu khác như là cái cờ lê bình, cái mỏ lết răng bình thường á, thì anh em mà mỗi lần tháo ra là anh em phải vặn, nhấc lên một tí để vặn thì nó mới ra. Nhưng mà dòng này nó tháo nhanh, nó rất là nhanh này. Anh em muốn tháo ví dụ con ốc này đang ở vị trí này thì anh em muốn mở lại anh em phải nới nó ra thì nó mới rộng được cái ngạt. Nhưng đây thì là có một thao tác này nhanh này. Mỏ lết nhanh này, đó, mở nhanh này và lắp nhanh này. Đó, loại này là dùng tay cầm là bằng nhôm nhá, tay cầm bằng nhôm, còn ngàm là bằng thép. Đó, thương hiệu top này, độ mở là vị trí là 8,
vị trí danh nghĩa là 8-32. 8-32A là cái này theo ký hiệu của bên Nhật. Còn thực tế mình đo được rộng miệng là 50. Đó. Độ kẹp mở ống này, vặn ống là 50 anh em nhé, 50. TBVK030832. Mỏ lết răng mà thao tác nhanh, vặn nhanh. Đó. Mỏ lết nhanh. Hàng rất là xịn sò anh em, răng này, đó. Ở đây giữ ngàm bằng lục giác này. Thiết kế tay cầm bằng nhôm rất là nhẹ. Đó, đẩy này. Đây anh em thấy chi tiết lò xo này, thấy chưa? Đó. Rất là nhẹ nhàng luôn. Anh em nào mà sử dụng vài đường ống thì nên xài. Đó, thao tác anh em sửa chữa rất là nhanh nhiều. Đó. TBVK0832 Made in Japan. Sản phẩm sản xuất 100% tại Nhật Bản. Thương hiệu tốt. Đó. Thương hiệu tốt. Giá của sản phẩm mỏ lết nhanh đó là 2.358.000. Là anh em đã sử dụng được. Đây này, nó thay cho được cái mỏ lết này. Ở đây á, nó sẽ thay cho cái mỏ lết thường là 250 và 300. Đó anh em nhé, nó sẽ mở, nó thay. Nó sẽ thay cho cái mỏ lết thường, đó là mỏ lết 250 và mỏ lết 300. Đó, một cái này nó độ mở tối đa là 50. Đó, dòng mỏ lết 300 nó cũng mở được 50. Thì đây anh này anh mở được. Tuy nó hơi ngắn nhưng mà độ ngàm mở rất là rộng. Và thao tác mở rất là nhanh. Đó anh em thấy không? Đó. Hàng cực kỳ xịn sò. Chỉ có anh top thì mới có thôi. Còn mới anh khác là không có đâu. Đó. Giá là 2.358.000. Anh em nào cảm thấy thích hoặc là phù hợp với công việc của mình thì nên đầu tư và đặt hàng ngay. Số lượng thì có hạn. Nó còn một mỏ lết lớn hơn nữa nhưng mà trong cái chỗ power showroom của mình nó lại không có ở đây. Đó, cái này lại phải nhờ anh chị bên kho cơ mà anh đang bận này. Rất là khó. Thì cái video này á, thì mình xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi, đã dành chút thời gian theo dõi cái chương trình của mình. Anh em mà thấy hay thì hãy chia sẻ cho bạn bè, những người mà đang sưu tầm hàng Nhật, cần hàng Nhật để đồ sửa chữa. Đó, thì anh em nhớ nhé, hôm nay thì có cái video này mình khuyến mãi cho anh em cái bộ cờ lê. Đó, thì anh em nào thấy hay thì đăng ký like, chia sẻ, ủng hộ kênh bằng nút đăng ký kênh. Và hãy tiếp tục theo dõi các cái chương trình video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào.